Xin kính chào tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh đang xem bài giảng online kênh Mít Hạnh. Hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập ở trong sách bài tập của bài xoắn 3 là đường thẳng đi qua hai điểm. Chúng ta có 3 điểm ABC không thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cái cặp điểm trên, hỏi chúng ta kẻ được tất cả bao nhiêu đường thẳng. Như vậy, tiên các em lấy cho cô 3 điểm ABC không thẳng hàng. Bài 14 này. Thì A, các em lấy 3 điểm, đây là điểm A chẳng hạn, điểm B, điểm C. 3 điểm ABC không thẳng hàng. Vậy chúng ta xem vẽ được mấy đường thẳng này. Chúng ta vẽ được đường thẳng thứ nhất đi qua 2 điểm A và C. Đây là đường thẳng 1. Đường thẳng thứ 2 đi qua 2 điểm B và C. Đây là đường thẳng thứ 2. Và đường thẳng thứ 3 đi qua 2 điểm A và B. Như vậy chúng ta vẽ được tất cả 3 đường thẳng. Đúng không ạ? Vậy câu A, các em sẽ trả lời cho cô là kẻ được 3 đường thẳng. Chúng ta sẽ kẻ được tất cả 3 đường thẳng. Sang câu B này, viết tên các cái đường thẳng đó. Như vậy đường thẳng đi qua hai điểm thì các em chỉ viết hai điểm thôi. Như vậy đường thẳng AB, hoặc bạn nào đọc đường thẳng BA là được, chứ không đọc là AB rồi lại BA đâu nhá. Đã đọc AB thì thôi, khỏi đọc đường thẳng BA, bởi vì nó cũng chỉ một cái đường thẳng này thôi. Đấy, đọc đường thẳng AC hoặc là đường thẳng CA, chỉ đọc một lần thôi. Không có nếu các em đọc AC để đọc CA thì nó sẽ lặp lại, bởi vì nó cũng chỉ là một đường thẳng này thôi. Và đường thẳng BC hoặc là CB. Như vậy chúng ta sẽ có câu B này là đường thẳng AB đường thẳng thứ nhất đó là đường thẳng AB, đường thẳng BC và đường thẳng AC. Như cô đã nói ở phía trên thì đường thẳng AB các em có thể đọc là đường thẳng BA cũng được. Cái đường thẳng này bạn nào đọc là đường thẳng BC hoặc là CB cũng được. Bạn nào đọc AC hoặc là CA, đọc ngược lại thì cũng được nhá. Sang IC. IC ở đây viết tên giao điểm của từng cặp đường thẳng. Như vậy, giao điểm của đường thẳng AB này và đường thẳng AC là điểm A. Chúng ta có 3 giao điểm thì chúng ta sẽ ghi 3 giao điểm này là giao của những cái cặp đường thẳng nào. Đúng không ạ? Câu C này. Thì chúng ta có điểm A này. A là giao điểm của đường thẳng AB và đường thẳng AC. Điểm A nó là giao điểm của đường thẳng AB của đường thẳng AB và đường thẳng AC. Xong điểm A rồi, các em sẽ chuyển sang điểm B. Điểm B. Thì điểm B là giao điểm của đường thẳng AB và đường thẳng BC. Là giao điểm của đường thẳng AB và BC. Cuối cùng là chúng ta có điểm C này. Điểm C thì nó là giao điểm của đường thẳng AC và đường thẳng BC. Điểm C
là giao điểm của cái đường thẳng, đó là AC và BC. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ bài tập số 14. Bạn nào cần thì có thể dừng video ở giảng của cô đây một chút nhé. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 15. Cho 3 điểm RST thẳng hàng. Viết tên đường thẳng đó bằng các cách có thể. Như vậy bài 15. Ba điểm thẳng hàng thì các em cứ vẽ một cái đường thẳng đi. Trên này các em lấy cho cô 3 điểm là RST. RST. Như vậy là đọc tên bằng các cái cách có thể. Thì muốn đọc tên đường thẳng thì các em lấy hai điểm bất kỳ thì chúng ta sẽ được đường thẳng. Đúng không ạ? Vậy các em sẽ có 6 cách đọc tên. Câu A là sẽ có 6 cách đọc tên. Các em đọc theo lấy hai điểm bất kỳ chúng ta sẽ được tên đường thẳng. Nhưng mà 6 cái cách đọc tên nhưng mà nó cùng chỉ một đường thẳng này thôi. Đấy, nó cũng chỉ là một đường thẳng này, chỉ là tên gọi khác nhau thôi. Ví dụ như là đường thẳng RS này. Nếu lấy hai điểm RS thì nó là đường thẳng RS. Đúng không ạ? Cũng có thể là đường thẳng SR. Đây là cách đọc thứ hai. Được chưa? Được hai cách đọc này. Nếu mà lấy hai điểm R và T thì chúng ta có đường thẳng RT. Nhờ, hoặc là đường thẳng TR là được 4 này. 1 2 này, 3 4 này. TR. Hoặc là kem lấy hai điểm S và T, đúng không ạ? Thì chúng ta có đường thẳng ST. Nếu lấy hai điểm S và T, hoặc là đường thẳng TS cũng được. Như vậy chúng ta có tất cả 6 cách đọc tên. Đây, 1 2 này, 3 4 này, 5 này, 6 này. Sang B. Tại sao nói các đường thẳng đó cùng nhau? 6 đường thẳng này cùng nhau bởi vì nó cùng chỉ một đường thẳng thôi. Đúng không ạ? Nó chỉ là một cái đường thẳng này thôi này. 6 đường thẳng trên cùng nhau vì chúng chỉ là một đường thẳng. Câu B. 6 cái đường thẳng trên cùng nhau vì chúng cùng chỉ một đường thẳng. Chỉ có tên gọi là khác nhau, đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 15. Bạn nào cần thì hãy dừng video giảng của cô ở đây một chút để xem kỹ hơn. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 16. Bài tập số 16 như sau. Thank you.
Yêu cầu các em vẽ đường thẳng A. Lấy điểm A thuộc đường thẳng A, B thuộc đường thẳng A, C thuộc đường thẳng A, điểm D không thuộc đường thẳng A. Kẻ các đường thẳng đi qua các cái cặp điểm. Vậy trước tiên chúng ta sẽ đi vẽ hình nào. Vẽ cho cô bài 16. Bài 16. 16 trước tiên chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng A. Dụ cô vẽ đường thẳng A như này. Đây là cái đường thẳng A. Trên đường thẳng A này các em lấy 3 điểm A, B, C. Dụ đây là điểm A. Đây là điểm B. Đây là điểm C. 3 điểm này A, B, C thuộc đường thẳng A. Còn điểm D thì không thuộc. Thì các em có thể lấy ở phía trên cho dễ vẽ, hoặc các em lấy ở phía dưới này cũng được. Rồi các em kẻ các cái đường thẳng đi qua các cặp điểm. Như vậy chúng ta được đường thẳng thứ nhất đây rồi này. Đường thẳng thứ hai đây. Đường thẳng các em cứ vẽ dài ra nhé. Vẽ dài ra hai phía luôn, qua hai điểm luôn. Đây là đường thẳng thứ ba. Đây là đường thẳng thứ tư. Như vậy này, chúng ta đường này, đường thẳng thứ nhất là đường thẳng A này, đường thẳng thứ hai này, đường thẳng thứ ba này, đường thẳng thứ tư này. Vậy chúng ta sẽ có là kẻ được tất cả bao nhiêu đường thẳng phân biệt thì chúng ta sẽ trả lời là kẻ được 4 đường thẳng phân biệt. Đúng không ạ? Câu A. Chúng ta kẻ được 4 đường thẳng phân biệt. Kẻ được 4 đường thẳng phân biệt. Xong câu B, viết tên các cái đường thẳng đó. Câu B, tên các cái đường thẳng. Chúng ta có đường thẳng thứ nhất là đường thẳng A đi qua 3 điểm ABC. Đúng chưa? Đường thẳng A. Đường thẳng A này. Thứ hai là đường thẳng AD hoặc là đọc DA thì cũng là chỉ một đường thẳng này thôi. Đúng chưa? Đường thẳng A này, đường thẳng AD này. Đường thẳng BD này hoặc là đọc là DB thì cũng được. BD này và đường thẳng CD hoặc là bạn nào đọc là DC thì cũng được. Như vậy chúng ta có tất cả 4 đường thẳng. Tên các đường thẳng. Đó là đường thẳng A này, đường thẳng AD này, đường thẳng BD này và đường thẳng CD. Sang câu C. D là giao điểm của những đường thẳng nào? Như vậy ở đây D nó là giao điểm của 3 đường thẳng. Đúng không ạ? D là giao điểm của 3 đường thẳng, là đường thẳng AD là 1 này, đường thẳng BD này và đường thẳng CD. 3 đường thẳng này cùng đi qua điểm D. Câu C. D em trả lời điểm D nó là giao điểm của 3 đường thẳng. D là giao điểm của 3 đường thẳng. Đó là AD, BD và CD. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 16. Đến đây bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô ở đây một chút nhé. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài tập số 17. Đường thẳng vẽ hình trong các trường hợp sau. Ba đường thẳng này có một điểm chung. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ sang bài 17 này. Ba đường thẳng có một điểm chung thôi. Như vậy thì trường hợp A là các em vẽ hai đường thẳng này. Hai đường thẳng
cắt nhau tại một điểm rồi, đúng không ạ? Thì cái đường thẳng thứ ba cũng đi qua cái điểm này luôn. Như vậy các em có thể vẽ đường thẳng thứ ba như thế này, cũng có thể đặt vẽ đường thẳng thứ ba như thế này, tùy các em, miễn sao là vẽ một đường thẳng cũng đi qua cái điểm này. Chưa? Như vậy đây là hình ảnh của ba đường thẳng cùng đi qua một điểm, có một giao điểm. Ba đường thẳng mà lại có ba giao điểm. Trường hợp B, ba đường thẳng có ba giao điểm thì chúng ta sẽ vẽ đường thẳng thứ nhất này, được chưa? Đường thẳng thứ hai này và đường thẳng thứ ba, cắt cả hai đường thẳng này thì chúng ta sẽ được ba giao điểm. Đây là ba đường thẳng này, đường thẳng thứ nhất, đường thẳng thứ hai này, đường thẳng thứ ba này. Như vậy chúng ta có ba đường thẳng, ba giao điểm. Đây giao điểm thứ nhất này, đây là giao điểm thứ hai này, đây là giao điểm thứ ba. Câu C, ba đường thẳng nhưng mà chúng không có giao điểm chung nào. Ba đường thẳng, ba đường thẳng này không có cái gì chung hết. Như vậy câu C, các em vẽ cho cô. Ví dụ cô đặt tên đường thẳng này là đường thẳng A nhé, đường thẳng này là đường thẳng B, đường thẳng này là C, có một giao điểm, đây là điểm A, được chưa? Cô đặt tên đường thẳng này là đường thẳng A này, đường thẳng này là đường thẳng B này, đường thẳng này là đường thẳng C, đây là đường A này, đường thẳng B này, đường thẳng C. Có giao điểm thứ nhất, đây là điểm A này. Giao điểm thứ hai, đây là điểm B này. Giao điểm thứ ba, đây là điểm C. Và bây giờ ba đường thẳng không có điểm chung nào thì em vẽ ba đường thẳng này nó song song, chạy song song với nhau. Đây đường thẳng thứ nhất, đây đường thẳng thứ hai, đây đường thẳng thứ ba. Như vậy ba cái đường thẳng này nó không có điểm chung nào, nó cứ chạy song song với nhau thôi. Đường A, đường thẳng B, đường thẳng C. Như vậy đây là cái trường hợp thứ ba, là ba cái đường thẳng này không có điểm chung. Đấy. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 17. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 18 nhé. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô đây một chút. Bài tập số 18, vẽ 4 đường thẳng cắt nhau từng đôi một. Có 4 đường thẳng và 4 đường thẳng này có một điểm chung. Như vậy trường hợp A, 18A, 4 đường thẳng cùng đi qua một điểm. Như vậy đây đường thẳng thứ nhất này, đường thẳng thứ hai này, cùng đi qua điểm này rồi. Vậy các em sẽ vẽ các cái đường thẳng. Đường thẳng thứ ba này, đây là đường thẳng thứ tư này. Yeah. Như vậy có phải là 4 cái đường thẳng này, đường thẳng A này, đường thẳng B này, đường thẳng C này, đường thẳng D này, nó cùng đi qua một điểm. Ví dụ điểm này là điểm O, đúng chưa? 4 đường thẳng này cùng đi qua một điểm. Thứ hai là 4 đường thẳng có 4 điểm chung. 4 điểm chung. Như vậy B này, các em sẽ vẽ cho cô 3 đường thẳng có 3 điểm chung đã. Đây là đường thẳng thứ nhất này, đây là đường thẳng thứ hai này, đây là đường thẳng thứ ba. Chúng ta có 3 điểm chung rồi. Đây là đường thẳng A này, đây là đường thẳng B này. Đường thẳng A đây đúng không ạ? Đường thẳng B đây, đường thẳng C đây. Vậy bây giờ thêm một đường thẳng nữa thôi, mà chúng ta có 3 điểm chung đây rồi, 1, 2, 3. Như vậy chúng ta cần thêm một điểm chung nữa. Như vậy cái điểm chung đấy gì? Đây thêm một điểm chung nữa, chúng ta vẽ như này. Như vậy cái này nó đấy, một điểm thì nó trùng với đây rồi. Như vậy nó thêm một điểm chung đây nữa. Như vậy chúng ta được điểm chung thứ tư đây, đúng không? Như vậy 4 đường thẳng có 4 điểm chung này, 1, 2, 3, 4, đúng chưa? Các em có thể đặt tên đây là điểm A, đây là điểm B, điểm C, điểm D. Hoặc là nếu mà các em không đọc tên thì chúng ta vẽ cái điểm này nó nổi lên là được. Câu C, tất cả 6 điểm chung, 6 điểm chung.
Như vậy các em cứ vẽ 3 điểm chung đã. 3 đường thẳng, 3 điểm chung đã. Cứ vẽ cái trường hợp là có 3 điểm chung trước cho cô nhé. Đây. Đây là đường thẳng thứ nhất. Đây. Đây là đường thẳng thứ hai. Đây là đường thẳng thứ ba. Đường thẳng A này, đường thẳng B này, đường thẳng C. Ba cái đường thẳng này nó có 3 điểm chung. 1 này, 2 này, 3 này. Như vậy có điểm chung. 3 điểm chung rồi. Như vậy bây giờ cần vẽ một cái đường thẳng nữa mà sao nó cắt cả 3 đường thẳng này để tạo thành thêm 3 điểm chung nữa. Thêm 3 điểm chung nữa thì em vẽ như này. Đây. Ví dụ em vẽ như này nhá. Thì đây thêm một đường thẳng thứ tư là đường thẳng D. Nó cắt cả 3 đường này. Như vậy đây là điểm D này. Đây là điểm E này. Và đây là điểm F này. Như vậy chúng ta có tất cả này, 1, 2, 3 này, 4, 5, 6. Như vậy 4 đường thẳng mà có 6 điểm chung. Đặng nào. Đấy. Như thế là trên đây là cô và các em đã vừa đi được một số các cái bài tập ở trong sách bài tập của bài xoắn 3, đường thẳng đi qua 2 điểm. Cụ thể là người ta đã đi được các cái bài từ bài 14 đến hết bài 18 rồi. Các em hãy về làm nốt cho cô các bài từ bài 19 cho đến hết bài 22 nhé. Còn 4 bài nữa. Đấy. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các em nốt bài tập còn lại. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô. Hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.